Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chống dịch ở Bình Dương. Sau 30 tháng 9, đề xuất người từ tỉnh Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai không ra khỏi khu vực. ném gạch, cắn nhân viên y tế và công an khi được yêu cầu xét nghiệm Covid-19. Bác sĩ bệnh viện trở lấy, chia sẻ tình trạng bệnh những ngày cuối đời của ca sĩ Phi Nhung. Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin COVID-19 trên kênh VNews, truyền hình thông tấn cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, sở dĩ hôm nay ông có mặt đột xuất tại Bình Dương vì Thủ tướng xem báo cáo và thấy số ca mắc ở địa phương này tăng. Ngày 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện phòng chống dịch COVID-19, đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương Tại Bình Dương, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đến kiểm tra một số điểm đã thực hiện test nhanh kháng nguyên trên địa bàn thành phố Thuận An. Phó Thủ tướng đề nghị các điểm xét nghiệm nhanh, hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu. Theo Phó Thủ tướng, người dân tự lấy mẫu thì công tác xét nghiệm mới đẩy nhanh. Đoàn công tác đến thăm hỏi người dân và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Phó Thủ tướng mong muốn người dân đoàn kết, chia sẻ và chấp hành tốt việc phòng chống dịch để trở về trạng thái bình thường mới đạt hiệu quả nhất. Theo Phó Thủ tướng, Nguyên tắc phòng để khỏi chống, nên mọi người ý thức tốt sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh. Sau đó, đoàn công tác đến làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giải thích về việc đột xuất kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương. Thủ tướng xem báo cáo thấy địa phương có ca mắc tăng lên, nên tôi lập tức đến để nắm tình hình. Nghe địa phương báo cáo, tôi được biết số ca mắc mới thực tế mỗi ngày qua ở Bình Dương chỉ khoảng 1.500 ca. Tuy nhiên, báo cáo lại lên đến trên 3.000 ca mỗi ngày vì địa phương cộng dồn khoảng 10.000 ca mắc tồn động trước đó. Theo Phó Thủ tướng, số ca mắc này thuộc diện test nhanh rồi đưa vào cơ sở y tế điều trị mà chưa qua xét nghiệm khẳng định PCR nên không lên hệ thống. Phó Thủ tướng đề nghị Bình Dương tìm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất, đồng thời quan tâm an sinh xã hội để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Về phòng chống dịch trong tình hình mới, Phó Thủ tướng đề nghị Bình Dương xét nghiệm thần tốc để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thu hẹp phạm vi nhỏ nhất có thể để kiểm soát dịch hiệu quả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của Bình Dương trong thời gian qua. Bình Dương sâu sát từ các cấp, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch và đến nay cơ bản kiểm soát dịch, Phó Thủ tướng nói. Thành phố Hồ Chí Minh có 7 địa bàn kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Cò Vấp, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức. Chiều 28 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tổ chức họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố 24 giờ qua. Buổi họp diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bước vào giai đoạn mở cửa nền kinh tế, nới lỏng nhiều hoạt động từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 10. Số ca nhập viện thấp hơn số bệnh nhân xuất viện. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có 2.674 bệnh nhân nhập viện, một bệnh nhân xuất viện và có 131 ca tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, số bệnh nhân nhập viện thấp hơn số bệnh nhân xuất viện. Số bệnh nhân đang thở máy liên tục giảm từ ngày mùng 6 tháng 9 tới nay, hiện chỉ còn ba ca. 22 bệnh nhân đang phải can thiệp ECMO. Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Phú Nhuận mới đây có báo cáo đánh giá đạt bộ tiêu chí 3979 của Bộ Y tế về kiểm soát dịch. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh có 7 địa bàn kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Cò Vấp, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông có thông báo tiếp tục thi công 22 dự án giao thông. Đây là những tín hiệu lạc quan cho thấy các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt để đáp ứng các bộ tiêu chí an toàn và khởi công các công trình. Như vậy sẽ có thêm nhiều việc làm, góp phần giải ngân vốn đầu tư công để phục hồi tăng trưởng kinh tế, ông Hải nói. Trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ mở cửa lại chợ truyền thống, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bộ tiêu chí mở cửa lại các chợ. Sở Công Thương đã triển khai đến các quận huyện thành phố để tổ chức lại chợ truyền thống. Hiện một số địa phương đang xây dựng và nhiều đơn vị đã gửi phương án để tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống. Về thời gian, theo dự kiến, chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang dự thảo và tiến độ hoạt động lại chợ phụ thuộc vào chỉ thị này, bà Ngọc nói tất cả người trên 50 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm mũi 1. Trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ tiêm cho người trên 50 tuổi, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC cho biết, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 100% mũi 1 cho người trên 50 tuổi và mũi 2 đạt tỷ lệ 48,5%. Trước đó ông Tâm cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có 1,9 triệu người trên 50 tuổi. Ông Tâm cũng thông tin thêm về giá bộ xét nghiệm nhanh kit test mà thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng. Đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua Thành phố nhận được nhiều quần tài trợ từ cả nước. Theo thống kê sơ bộ, thành phố đã nhận được tài trợ khoảng 11,5 triệu bộ kit test, sắp tới nhận thêm 2,5 triệu test. Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động mua để kịp thời thực hiện trong trường hợp nguồn tài trợ chưa kịp về. Giá bộ kit test nhanh theo danh mục công bố của Bộ Y tế, tức là loại được Bộ Y tế cấp phép cho phép nhập khẩu và công nhận, cụ thể là theo công văn 8929, danh sách cập nhật lần 7. HCDC mua sắm kit test hoàn toàn theo quy định của Bộ Y tế có nhiều loại kit test, tùy tình hình thực tế, khả năng cung ứng, thành phố sẽ mua kit test khác nhau. Nhiều loại kit test được sử dụng trong đợt xét nghiệm vừa qua đều nằm trong danh mục này, ông Tâm cho hay. Liên quan đến chương trình vaccine tinh thần, bà Nguyễn Huỳnh Mai, tránh văn phòng sở y tế cho biết, chương trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận triển khai. Theo đó, chương trình sẽ được triển khai giai đoạn 1 từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022. Chương trình sẽ được thực hiện các mô hình thí điểm. Sau khi có đánh giá, sẽ đưa ra thông tin, bà Mai nói. Về vấn đề cấp mã số cho 150.000 F0, bà Mai cho biết hôm 1 tháng 8, thành phố bước vào đỉnh dịch với nhiều diễn biến phức tạp. Bộ phận thường trực của Bộ Y tế có hướng dẫn cho phép những trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính được điều trị tại nhà. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi tiếp tục giả soát, có thể có trường hợp trùng để có báo cáo chính xác đến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, bà Mai nói. Không tạm ngừng tiêm vaccine Pfizer Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh không tạm ngừng tiêm vaccine Pfizer và cũng không có văn bản chỉ đạo tạm ngừng tiêm vaccine này. Thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận hơn 600.000 liều vaccine Pfizer và đã phân bổ cho các địa phương. Việc tạm dừng tiêm Pfizer lộ FK0112 là chỉ đạo miệng của sở đến các cơ sở y tế, không phải văn bản chính thức. Trong quá trình quản lý điều hành, khi thấy một số nơi có vấn đề về vận hành thì tạm ngưng. Đến nay, sở không có văn bản chỉ đạo ngưng mà chỉ có lệnh miệng trong quá trình điều hành, bà Mai khẳng định. Nói thêm về vấn đề này, ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, đây là vấn đề nội bộ mà sở chỉ đạo để ra soát lại lực lượng. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức lại lực lượng để nâng tỷ lệ tiêm mũi 2. Đây không phải vấn đề có tính chất văn bản chỉ đạo, ông Khuê nhấn mạnh. Từ 18 giờ ngày 26 tháng 9 đến 18 giờ ngày 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy hơn 1,2 triệu mẫu xét nghiệm. Trong đó chỉ có 4.522 mẫu PCR đơn và 39 mẫu PCR gộp, còn lại là test nhanh. Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến 27 tháng 9 là hơn 9,7 triệu liều. Trong ngày 27 tháng 9, ngành y tế đã tiêm 152.032 mũi vaccine. Từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết 30 tháng 9, nới lỏng một số hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế xã hội. Theo dự thảo chỉ thị này, từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 376.000 ca nhiễm nCoV. Đô thị lớn nhất cả nước đã trải qua hơn 4 tháng giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ. Hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên chọn đề xuất phương án này tại cuộc làm việc khẩn với tổ công tác đặc biệt do so Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào chiều 28 tháng 9. Cuộc làm việc nhằm bàn phương án đi lại của người dân khi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An từng bước mở cửa sau ngày 30 tháng 9. Nếu để người dân về tự phát, địa phương sẽ không chịu nổi. Tại cuộc họp, đại diện các tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An cho biết, thời gian qua, nhiều sự giúp đỡ của các tỉnh thành cũng như sự chi viện của trung ương và nỗ lực của từng địa phương, nên bốn tỉnh thành này từng bước kiểm soát dịch bệnh, mở lại các hoạt động sản xuất an toàn. Do vậy, sắp tới bốn địa phương này mong muốn đó công nhân ở các tỉnh trở lại làm việc, đồng thời cũng tha thiết đề nghị người dân đang ở trong địa phương tiếp tục ở lại, không tự phát về quê. Các tỉnh thành cam kết sẽ đảm bảo an sinh xã hội như trước nay đã làm, tiêm vaccine cho bà con và sớm khôi phục sản xuất để bà con có việc làm. Thời gian qua, giữa bốn tỉnh thành nói trên và các tỉnh thành khác đã phối hợp chặt chẽ, để đưa đón một lượng người dân của các tỉnh đang sinh sống tại bốn tỉnh về quê an toàn, có kiểm soát. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người dân về tự phát. Trong khi nhiều tỉnh tỷ tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 còn thấp, lực lượng y tế mỏng nên rất khó khăn trong kiểm soát. Tại cuộc họp, lãnh đạo hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên cũng thống nhất kiến nghị chính phủ có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai vẫn giữ nguyên các biện pháp kiểm soát như hiện nay, không để người dân từ bốn tỉnh thành này tự phát đi về các địa phương. Nguyên tắc nới lỏng dần bên trong nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ việc đi lại với các tỉnh bên ngoài. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai đã có tỷ lệ tiêm vaccine cao, được phép nới lỏng cho người dân đi lại trong bốn tỉnh thành. Những trường hợp thật sự phải về thì Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành khác tổ chức đưa bà con về chu đáo, có kiểm soát. Theo Bí thư Tỉnh ủy cà mau Nguyễn Tiến Hải, vừa qua cà mau chủ động tổ chức đón 400 người dân của tỉnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về quê. Dù vậy, hàng ngày vẫn có nhiều người tự phát về quê, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Theo ông Hải, cả nhân lực và vật lực về y tế của Cà Mau đều kém hơn nhiều tỉnh. Mặt khác, đến nay toàn tỉnh mới có 13% dân số tiêm mũi 1, 5,2% tiêm đủ 2 mũi. Nếu sắp tới người dân được tự phát về quê, xảy ra lây lan dịch bệnh cho cộng đồng thì sẽ không chịu nổi. Vì vậy, Cà Mau đề nghị chính phủ không cho người dân về tự phát. Nếu về, phải được tỉnh tổ chức căn cứ trên năng lực tiếp nhận người cách ly của tỉnh. Mặt khác, tổ chức tiêm đủ vaccine cho tất cả lái xe các địa phương phải tiêm đủ hai mũi vaccine, bởi đây là nhóm nguy cơ lây nhiễm rất cao. Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, dưới góc độ của các tỉnh vẫn giữ được vùng xanh như Bình Phước, tỉnh đề xuất phải có tiếp cận từng bước, thận trọng khi nới lỏng việc đi lại giữa các tỉnh vùng đỏ với các tỉnh khác. Ông Cường dẫn chứng, Bình Phước mỗi ngày có khoảng 4.000 lái xe ra vào tỉnh, nhưng trong vòng mấy ngày qua đã phát hiện hơn 60 ca nhiễm COVID-19. Nếu cho người dân từ các tỉnh đi lại tự do, có thể 2 đến 3 tuần Bình Phước đã trở thành vùng đỏ. Do vậy ông Cường đề xuất với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An có thể nới lỏng các hoạt động bên trong để đảm bảo đời sống cho người dân. Việc đi lại giao lưu với các tỉnh có thể nới ra, nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Việc đón dân từ các tỉnh thành này về quê phải tổ chức trật tự, không tự phát và tùy vào năng lực tiếp nhận cách ly của các tỉnh. 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, theo thống kê, Hiện có 3,5 triệu người, các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê. Theo ông Hùng, hiện ngoài 4 tỉnh trên có tỷ lệ tiêm vaccine cao, các tỉnh khác tỷ tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 toàn dân còn rất thấp. Do đó, nếu không kiểm soát việc người dân đi lại, sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất phức tạp và nguy hiểm. Ông dẫn chứng kinh nghiệm khi thành phố Hồ Chí Minh công bố gia hạn các đợt giãn cách, đã có hàng trăm nghìn người về quê. Trong số đó, đã có người đưa dịch về các tỉnh. Bộ Công an đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai quán triệt huy động hệ thống chính trị cơ sở nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại. Khi người dân ở lại phải cam kết tiêm vaccine, miễn giảm tiền nhà trọ, chi phí sinh hoạt cũng như hỗ trợ việc làm để tạo thu nhập cho người dân yên tâm ở lại. Khuyến khích doanh nghiệp đón người dân từ các tỉnh quay lại thành phố làm việc. Nếu người dân đã ra đường tập trung ở các chốt thì kiên quyết vận động người dân trở về không để người dân đi tự do. Đối với các địa phương có số lượng công dân lớn đang sinh sống tại bốn tỉnh thành trên, ông Hùng đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo công an, quân đội phát hiện sớm các đội nhóm kêu gọi người dân về quê tự pháp để gian đe xử lý. Mặt khác, các địa phương cũng cần có tiêu chí, kế hoạch công khai việc đón công dân về, trong đó tập trung cho người già, phụ nữ có thai, trẻ em, người yếu thế. Nếu chỉ nói đón mà không công khai thì người dân không tin và sẽ tự phát đi về, Ông Hùng cũng lưu ý các tỉnh thống nhất về việc xử lý tình huống người dân tập trung đông tại các điểm chốt, cơ quan chức năng không xử lý cứng nhắc, dẫn đến sự đối đầu không cần thiết. Các tỉnh phải có lực lượng thường trực để xử lý việc người dân tự phát về quê. Sẽ tạo điều kiện để người dân đi lại khi tỷ lệ tiêm vaccine cao. Đại diện Bộ Y tế cho biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế dồn lượng vaccine COVID-19 phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong khi nhiều tỉnh khác tỷ tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, nguy cơ lây nhiễm còn cao. Vì thế, ngay việc đi lại của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai về các tỉnh thành vẫn phải kiểm soát. Kể cả những người được về cũng phải cách ly nghiêm ngặt theo quy định. Kết luận cuộc họp, tổ công tác đặc biệt của chính phủ thống nhất kiến nghị của các tỉnh. Mặt khác cho biết, tổ công tác đã kiến nghị thủ tướng tiếp tục ưu tiên phân bổ vắc cho thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận. Dự kiến trong vòng một tháng nữa, khi lượng vaccine ưu tiên phân bổ cho các tỉnh thành, cho khu vực nhiều lên, tăng độ phủ vaccine, để việc giao lưu qua lại thuận lợi. Khi tỷ lệ tiêm vaccine của các tỉnh thành khác cao lên, sẽ tạo điều kiện để người dân đi lại. Tổ công tác đặc biệt đã đồng ý với các tỉnh và sẽ kiến nghị với Thủ tướng sớm có công văn chỉ đạo cụ thể. Ngày 28 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắc Minh, Đắc Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giam đối với Y Tin, 31 tuổi, trú tại xã Đắc Sắc, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào trưa 26 tháng 9, tổ công tác của trạm y tế xã Đắc Sắc, gồm chị Lê Thị Liên và chị Phạm Thị Anh Thơ, cùng chú tại huyện Đắc Minh, đến nhà cộng đồng Bon Đắc Sắc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Bon này. Tuy nhiên, Y Tin đã quấy rối, dùng gạch tấn công chị Liên và chị Thơ, không cho hai chị lấy mẫu xét nghiệm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Đắc Sắc đã đến hiện trường vận động Y Tin chấp hành việc lấy mẫu. Tuy nhiên y tin chống đối, chửi bới, cao cấu và cắn lực lượng công an bị thương. Công an sau đó không chế đưa y tin về trụ sở làm việc. Bước đầu y tin thừa nhận do ức chế vì lâu ngày không được ra ngoài sau khi địa phương giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên đã tấn công lực lượng chức năng. Ngày 28 tháng 9, ông Nhân, 41 tuổi, bị công an quận 7 chuyển tội danh điều tra từ giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác, khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù, sang tội chống người thành công vụ theo khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự, cao nhất là 3 năm tù. Động thái này được đưa ra sau gần một tháng công an quận 7 điều tra, có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã khởi tố trước đó. Theo điều tra, vào chiều 29 tháng 8, ông Nhân cùng vợ đến siêu thị Aeon City Mart tại phường Tân Phong quận 7 để mua sữa cho con và một số hàng hóa. Lúc này, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện siết chặt giãn cách với quy định ai ở đâu ở yên đó người dân không có việc thiết yếu không được ra đường. Chính quyền sẽ cung cấp thực phẩm cho hộ dân qua hình thức đi chợ hộ. Hệ thống siêu thị không được bán hàng cho người dân. Khi nhân viên siêu thị từ chối bán hàng trực tiếp, chỉ được đặt hàng online, ông Nhân lớn tiếng nạt nộ. Bảo vệ siêu thị không cho vào trong. Ông này đưa thẻ nhận là ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7. Quát là, tôi cho công an xuống gặp ông đó. Tôi mua đồ cho ban chỉ đạo quận 7. Tiếp đó, Nhân xông vào trong đòi gặp quản lý tòa nhà, kéo khẩu trang cự cãi với nhân viên bảo vệ vợ ông này nhiều lần can ngăn kéo chồng ra xe về nhà. Toàn bộ sự việc được bảo vệ siêu thị ghi hình. Video sau đó được phát tán lên mạng. Cơ quan điều tra xác định, nhân không phải thành viên của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7 và cũng không phải ban thành viên chỉ đạo của bất kỳ tổ chức nào. Chiếc thẻ ông này đưa ra thời điểm đó được người bạn cho. Theo tiến sĩ, bác sĩ Trương Dương Tiền, trưởng khoa hồ sức cấp cứu khu D, bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh nhân Phi Nhung, tức ca sĩ Phi Nhung, được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D bệnh viện trợ rẫy vào lúc 21 giờ 33 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021. Trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được lọc máu tích cực, tối ưu máy thở và theo dõi. Đến ngày mùng 5 tháng 9, tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực. Bệnh nhân tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Có những thời điểm, bác sĩ quyết định chuyển mốt thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai máy thở. Tuy nhiên đến đêm ngày 6 tháng 9, bệnh nhân bị tràn khí mảng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi, bác sĩ Tiền cho biết. Ngày 7 tháng 9, sau khi hội trần, bệnh nhân được phẫu thuật mảng phổi hai bên và đặt ECMO. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên, tuy nhiên mảng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu dì dà. Vào ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí mảng phổi cho bệnh nhân. Kết quả giải phẫu ghi nhận Mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ. Mô phổi đã bị hoại tử, dài rác nhiều nơi. Bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu, nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, nhũn nhiều nơi rất khó cầm máu. Ekip điều trị quyết định làm xẹp mô phổi phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại. Đến đêm 27 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày 28 tháng 9. Đến trưa ngày 28 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc, các chỉ số sinh tồn giảm dần, đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15Do con gái và người thân của Phi Nhung đang ở nước ngoài nên đã ủy quyền để danh hài Việt Hương đứng ra lo liệu việc an nghỉ của nữ ca sĩ sau khi cô qua đời. Theo chia sẻ chính thức từ danh hài Việt Hương, hiện tại cô cùng với gia đình Phi Nhung đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo vẹn toàn cho hậu sự của Phi Nhung. Việt Hương cho biết sẽ có thông báo cụ thể sau khi các thủ tục hậu sự cho Phi Nhung được sắp xếp chú đáo. Nữ danh hải cũng thay mặt gia đình Phi Nhung gửi lời cảm ơn tới mọi người vì thời gian vừa qua đã cầu nguyện cho sức khỏe của Phi Nhung. Cùng lúc này, khi nghe tin Phi Nhung qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi xót xa và thương tiếc. Ca sĩ Chi Sĩ Phương Trinh cho biết, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình về việc sức khỏe của Phi Nhung diễn biến xấu đi, nhưng khi nhận tin Phi Nhung, em qua đời, cô vẫn không muốn tin và không thể nào chấp nhận được sự thật này. Chi Si Phương Trình tâm sự, cô đã lịm người khi đó nhận hung tin này. Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều cũng xót xa chia sẻ bức ảnh cha mình mất cách đây 2 năm và Phi Nhung đứng sau chít khăn tăng cho cô. Để rồi đến bây giờ, cô lại một lần nữa đeo chiếc khăn tang ấy vì người em mà mình quý mến. Chi Si Phương Trinh thổ lộ, cô luôn tự hào về con người và tiếng hát Phi Nhung và cảm thấy mình rất may mắn vì đã phát hiện ra Phi Nhung cách đây 30 năm. Cũng theo Chi Si Phương Trinh, thì cô sẽ thay Phi Nhung đứng ra chăm lo cho các con nuôi của nữ ca sĩ tại Việt Nam. Riêng Wendy, con gái ruột của Phi Nhung, vẫn sẽ được bao bọc bởi bà ngoại và anh chị em trong gia đình nữ ca sĩ. Chị biết em đang khóc, đừng khóc nữa nhé, phải đẹp, phải cười thật tươi vì mình đang được rước về trời mà. Đừng buồn, một ngày nào đó, chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi, thương em nhiều. Chi Si Phương Trinh đau xót gửi lời nhắn nhủ tới người em quá cố. Trước đó khi còn sống, xuất hiện trong một talk show phát sóng trên truyền hình, Phi Nhung từng chia sẻ, mong muốn của cô là hát cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu một ngày nào đó phải chết trên sân khấu thì cũng là vui lòng chấp nhận. Nữ ca sĩ bọc bạch, nhiều ca hát mà cô có tiền nuôi được các em mình, nuôi được chính mình, con gái và làm được nhiều việc giúp ích cho xã hội. thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh vnews của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại